Trước diễn biến phức tạp của nắng nóng hàng hán kéo dài, huyện Sa Thầy tăng cường các giải pháp chủ động phòng chống nắng nóng và bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2024. Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Sa Thầy gần 24.000 con để chủ động phòng chống nắng nóng và bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi huyện chỉ đạo các địa phương tuyên truyền hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các giải pháp chăm sóc đàn vật nuôi để tăng khả năng chống chịu do thay đổi về thời tiết cũng như có biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng thiếu nước hiệu quả thực hiện làm chuồng trà chăn nuôi xa nhà ở cao ráo sạch sẽ thoáng mát thích hợp với từng đối tượng vật nuôi phụ lá cọ rơm trồng cây dây leo lên mái chuồng để chống nóng trực tiếp thường xuyên theo dõi tình trạng của đàn vật nuôi bên cạnh đó các hộ chăn nuôi đã chủ động dự trữ và chế biến các loại phụ phẩm sau khi thu hoạch làm thức ăn cho gia súc gia cầm trước và trong mùa khô hạn trồng cây xung quanh khu vực chuồng nuôi tạo bóng mát tăng cường vệ sinh tại ế chuồng trại và các dụng cụ chăn nuôi tiêm đầy đủ các loại vaccine cho gia súc gia cầm để tăng cường khả năng miễn dịch hạn chế phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi